đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Khát Mãi Ước Mơ mùa thứ hai. Chương trình Khát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Thưa quý vị khán giả, trong mỗi một tập phát sóng thì chúng ta sẽ được làm quen với bốn người chơi khác nhau. Họ mang đến những câu chuyện cũng thật khác nhau, nhưng một mục đích chung đó chính là giúp đỡ những người khác có thể vượt qua những khó khăn, vượt qua những nghịch cảnh, cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Đó chính là những gì mà những người chơi của chúng ta mang đến sân khấu này. Chào đón những vị giám khảo quen thuộc của Hát Mãi Ước Mơ. Đầu tiên hãy cùng chào đón giám khảo Trấn Thành. Và hãy cùng tiếp tục chào đón giám khảo Cẩm Ly. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón cũng là một nhân tố bất ngờ của chương trình, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên nhân vật này đến với Hát Mãi Ước Mơ. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người, đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Một bài hát rất hay của Hiếu, mình rất là thích bài hát này. Cảm ơn Hiếu đã mang đến ca khúc này với sân khấu của Hát Mãi Ước Mơ. Còn bây giờ thì chiếc ghế đó đang đợi Hiếu đó. Xin mời giám khảo Hồ Quang Hiếu. Thưa quý vị khán giả, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về một người cha, một người chồng bị khiếm thị. Và ngày hôm nay, người ấy muốn hát cho vợ con của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này nhé. Tôi tên là Đinh Công Luật, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ, nên màu sắc hay là ánh sáng thì tôi cũng không biết được như thế nào cả. Cũng may mắn cho đến năm 17 tuổi thì được thầy ở bên trường ở bên Tân Phú nhận vô, nên tôi đi học nghề, và nghề tôi chọn là học đàn và học thanh nhạc. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là chơi nhạc đám cưới và đi dạy đàn. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu. Trong quá trình học thì em thích nhất là cái tính cách của thầy, là thầy rất là vui tính và luôn tận tình chỉ cho em từng cái kiến thức mà em chưa hiểu. Đi làm thì các bạn cũng biết rồi đó, làm cái nghề này thì nhiều khi một tháng cũng không có show nào cả,
bây giờ lo kẹo kéo rồi ra hàng loạt rồi, cho nên ế lắm. Rồi đi dạy thì nhiều khi đi dạy thì mình không có bằng cấp mà, nên cũng khó được người nhận. Nhiều khi tôi chỉ nhận những người khiếm thị để tôi dạy thôi. Đó. Nhưng mà tôi thì không phải để lấy âm nhạc ra để kinh doanh, mà tôi lấy âm nhạc lại là đi dạy bằng cái niềm đam mê, bằng hết tất cả với nhiệt huyết trong nghề. Hàng ngày, những ngày không có show đám cưới, tôi đi bán tam bông ở ngoài chợ. Cuộc sống của tôi thì hiện giờ thì cũng nói chung là hơi vất vả, bởi vì tôi bắt đầu ra đi làm ở trọ là cách đây 3 năm. Nhưng tôi chuyển về phòng trọ này thì chỉ mới hơn 1 năm nay, thì tôi cũng cưới vợ hơn 1 năm nay. Thì trời cũng thương là hai vợ chồng tôi bây giờ cũng có đứa con được 4 tháng. Vợ tôi thì giờ đang ở Bình Định, ở phía ngoại, thì chờ cháu với vợ tôi cứng cáp rồi tôi mới đưa vô trong lại trong thành phố này. Trước đây thì đúng là hai vợ chồng thì đương nhiên là sự khó khăn thì cũng khó đó, nhưng mà nó đỡ một phần là có vợ của tôi, còn bây giờ một mình á thì tôi cực lắm. Tôi tham gia chương trình này để mong có được một số vốn để tôi lo cho gia đình và con cái ăn học sau này. Đến đây với ai? Dạ em đến cùng hai mẹ và vợ con em luôn ạ. Chào bác, chị chào em. Bác ơi, con ở phía trước bác nè, con đây con đây. Dạ cô. Dạ con chào bác. Tụi con tôi khéo, tụi mừng con tôi khéo. Không sao hết cô. Con là vinh hạnh. Dạ. Được gặp cô. Mẹ thì mù mà con gái tôi nó cũng mù mà. Còn tình rế tôi nó cũng mù mà cháu ngoại tôi nó sang đi đến bác sĩ rồi
bác sĩ khám là nói bé bình thường không có gì hết. Ô mừng lắm cô ơi, đó là một kỳ tích đó bác. Dạ. Tôi đến ngày hôm nay thành thật tâm tôi có sao nói vậy. Mỗi lần nuôi cháu người ta hỏi tôi là mù mà làm sao nuôi được. Tôi xin lão cô, chẳng làm màu thì màu nhưng mà hết lòng với con, với cháu, với xui da, với rế mình. Con cảm ơn bác, con cảm ơn bác với những tâm sự vừa rồi. Chào em là vợ của anh. Dạ em Luật. Là vợ của anh Luật. Dạ em chào chị. Hồi nãy em thấy anh Luật đã hát như thế nào? Dạ nghe anh hát rất hay. Trong trái tim người yêu của tôi muôn đời, nhạc trữ tình có hình người tôi thương. Anh ơi cố lên, em lúc nào cũng ủng hộ, cổ vũ anh, lúc nào em ở bên anh. Cảm ơn em. Anh Luật ơi. Dạ. Anh hát rất là hay. Dạ cảm ơn chị. Rất là tình cảm mà anh cũng có những người rất là thương anh. Vợ anh, mẹ anh. Và may mắn là con của anh khỏe mạnh, bình thường và có một đôi mắt sáng. Đó là một cái điều may mắn lắm, dạ, đúng không dạ, anh? Dạ đúng. Dạ em chúc mừng anh. Còn bây giờ thì anh lắng nghe giám khảo chia sẻ một chút về tiết mục của anh ngày hôm nay nha. Dạ vâng ạ. Anh Lực có chất giọng rất là tốt. Anh hát bài này tôi nói rất là thoải mái luôn. Nhưng mà thực tình là khi mà nghe chia sẻ của bà, thực tình là không thể cầm nổi nước mắt. Đối với bà, dù cho bà không thấy nhưng bà chăm cháu như thế. Và thực sự là vỡ òa trong cái niềm vui là khi nói rằng biết được cháu mình rất là sáng mắt. Cảm thấy là vui lây với cái niềm vui của bà. Dạ em cảm ơn chị Cẩm Ly. Cái giọng anh Luật thấy hát nó rất là có hồn. Mong là anh Luật sẽ giữ mãi cái niềm đam mê này, truyền lửa tới cho mọi người, truyền lửa tới cho những học trò sau này của anh. Và mong là qua chương trình này anh sẽ thành công để thực hiện cái ước mơ của mình. Dạ em cảm ơn anh. Và chúng ta sẽ nghe bạn Trấn Thành chia sẻ về tiết mục của anh nha. Dạ dạ. Dạ em chào anh Luật ạ. Dạ chào anh ạ. Anh có thể diễn hài một câu đi anh, rồi hãy chia sẻ. Trời ơi, diễn hài cái gì giờ này, nói thiệt tình nãy giờ xúc động quá, ngon khóc nước mắt ngắn dài đây nè. Khán giả vỗ tay cho anh Trấn Thành. Trước tiên đó là con xin được gửi một cái niềm ngưỡng mộ đến toàn thể gia đình, đặc biệt là bác gái á. Hôm nay con nghe bác tâm sự con rất là xúc động. Con khâm phục lắm luôn, làm sao mà có thể nuôi dạy một đứa bé trong khi mà cả hai người, ba người trong gia đình không ai thấy cái gì hết. Thì con thấy rằng đó là một cái điều phi thường. Con thì con chỉ có chia sẻ như thế này thôi, là con nghĩ rằng khi mà bạn một lớn lên, khi bạn đến trường, rồi bạn trở thành một cái người làm việc trong cuộc sống, thì tôi tin chắc rằng là bạn sẽ cực kỳ nghị lực. Bạn sẽ rất là tự hào về bố mẹ của mình. Bạn sẽ dũng cảm nói với mọi người rằng là đây bố mẹ tôi không nhìn thấy gì mà vẫn nuôi tôi ăn học nên người đến ngày hôm nay. Và em chúc anh sẽ có được một người con thật là thành công trong cuộc sống. Dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em cảm ơn anh Luật nha. Dạ cảm ơn chị. Chúc anh sẽ có kết quả. Dạ, thật là tốt. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Thưa quý vị khán giả, giữa những ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, ở một góc nhỏ ngay chợ Gò Vấp có một quán bánh xèo. Buổi chiều nào cũng vậy, hai anh em người chủ quán ra đàn hát ngân nga để quên đi những cái mệt mỏi thường ngày. Và Vân đang nói đến nhân vật mà chúng ta sắp gặp gỡ ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của cô Lưu Thị Bạch Tuyết. Hãy đã quên câu thề mặc anh hướng tôi đi về, mặc anh đêm bước lang thang nhìn ấm mỗi sầu còn. Tôi tên là Lưu Thị Bạch Tuyết, 55 tuổi. Hiện tại là tôi buôn bán hàng ăn mà bán bánh xèo, bánh cống với bánh khọt á.
Tôi tên là Lưu Phước Đông, 60 tuổi. Công việc của tôi là chạy xe ôm. Rồi ngoài giờ đó thì tôi có phụ em tôi buôn bán bánh xèo tại chợ Gò Vấp. Cao điểm của mình là cỡ 4-7 năm giờ là cao điểm. Còn mà buổi trưa vắng vắng khách á, cái hai anh em hay ngồi đàn hát vậy thôi à. Cái đó là do chú buồn, buồn thì ôm đàn chơi. Chơi tự nhiên những cái nỗi buồn mình nó khuây khỏa liền, ngộ lắm. Mình nghe mẹ mình kể lại là năm mình được lên 2 tuổi á, là mình bị sốt bại liệt. Rồi qua một cơn sốt đó là mình bị một tay trái với một chân phải mình bị yếu hẳn đi á. Mà cũng may là mình cũng còn đi đứng được. Có nhiều người, người ta con thấy người ta chỉ đi xe lăn thôi. Ông trời cũng còn thương mình là mình còn đi được. Nói chung là nhờ chú hết trơn á. Ông chạy cũng không nhiều, mà chủ yếu là ông phụ cô là nhiều. Sáng mơ cái đi xe gạo giùm cô vậy đó. Rồi chiều phụ bán, rồi dọn hàng, rồi mua rau, thiếu gì là đi mua đó vậy đó. Tôi cũng nghĩ là sống với con cũng hết đời, nhưng mà chẳng may nó không có được vậy. Cuộc sống cũng gian dở thì con tôi là Lưu Phước Vinh, nó sống với bà ngoại. Thì chú cũng cấp dưỡng mỗi tháng vậy đó, tùy theo thu nhập chú. Có khi chú có tiền thì chú gửi cho nó 2 triệu, không tiền chú gửi 1,5 triệu để ráng lo cho nó ăn học. Tội nghiệp lắm, con vậy với ổng khổ lắm con. Nhiều khi 1 triệu người không có là lấy đâu ra có 10 triệu, lấy đâu có 100 triệu. Cái tháng góp nhóp rồi gửi cho nhỏ. Rồi sống ở đây thì nói chung là ăn uống thì cô cũng lo hết cho ổng. Chú ước mơ thì lo cho con ăn học cho tới nơi thôi. Cái điều đó là cái đam mơ sợ nó gian dở bất tử thôi. Tôi đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ này là tôi cũng muốn giúp cho anh Đông của tôi được có một số tiền để giúp cho con anh ăn học đến nơi đến chốn. Là có anh của cô đi cổ vũ dạ. Phải không cô? Dạ, đây là chú Đông, là anh của cô Tuyết. Dạ, con dạ. Xin mời chú lên đây với lại em mình luôn nha chú. Chào chú ạ. Chào con.
Dạ, ngày hôm nay á, là em của chú đến đây là hát vì chú. Dạ, cảm xúc của chú như thế nào chú? Ở trong gia đình á, là em tôi thương tôi lắm. Tại nói chung cuộc sống của chú vất vả từ nhỏ đến lớn á, thương vậy đó. Dạ. Vậy có lúc nào chú nghĩ rằng là chú sẽ đón con chú về để sống chung với chú không? À, có chứ, tại vì tôi có hứa nó là tôi không lấy vợ nữa. Tại nó sợ tôi lập gia đình lắm. Nên nó là tại cái... sao vậy chú? Nó hiểu mẹ nó với tôi gian dở rồi. Nó... sao ba không về ở với con? Nói ba bận lắm, phụ cô rồi lắm. Rồi có khi hè nó lên thăm tôi, mấy người sớm người ta chọc. Tôi nói bà này là mẹ của mày, mẹ sao mày? Cái nó khóc quá, tôi phải ôm nó, tôi nói người ta nói chơi vậy đó. Rồi tôi có hứa với con tôi là tôi không lập gia đình nữa. Chú ơi, thôi bây giờ mình thay đổi không khí chút xíu đi. Mình coi như đây là cái quán bánh xèo của cô chú đi. Giờ hôm nay là mình bán nè, khách đông nè, vui vẻ nè, chiều nè. Mình dọn dẹp xong rồi cái mình ngồi mình đàn mình hát đi. Được không ạ? Em có nghe mùa thu mưa rằng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới một trái tim vương màu xanh mới, em có nghe nghe mùa thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa giăng lá đổ, em có hay thu về biết dâu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới tình ta ngát hương. Dễ thương quá à. Ôi con thích tiết mục của chú Đông với lại cô Tuyết quá. Mà giọng cô lạ lắm nha. Giọng cô là giọng nữ thổ mà bằng tông nam luôn á. Xuống mấy cái nốt thấp đẹp lắm luôn á. Xuống cái nốt trầm giống như đổ cái bánh xèo. Nó đầy. Vâng à, vâng. Từ vậy quần là áo mà liên tưởng qua đồ ăn thì em còn không nói. À vâng hiểu mà ha. Từ từ những cái lời hát nó cũng xẹt qua được tới đồ ăn luôn. Còn chúc là cô Tuyết sẽ có điểm cao ngay từ vòng thi đầu tiên này để cô có cơ hội được hỗ trợ cho chú Đông, anh của cô. Con cảm ơn cô chú nhiều nha. Thưa quý vị khán giả, Vân biết một câu nói như thế này. Trong cuộc đời này chỉ cần có một mái nhà, một người tri kỷ, rồi như vậy là có thể đủ để sống an yên rồi. Đây cũng là ước mơ, là khát khao của một người đàn ông. Luôn mong ước mình sẽ có một mái nhà. Và người đàn ông ấy làm một công việc vô cùng đặc biệt, 40 năm chèo ghe vớt xác trên sông Sài Gòn. Tôi tên thật của tôi là Nguyễn Văn Trúc, sinh 1957, năm nay khoảng 60 tuổi. Tôi tên là Trần Công Sơn, năm nay là tôi 64 tuổi rồi. Mới đầu tiên thì tôi đi với lại bố tôi, cũng thuộc cái khúc sông này. Là bố tôi chạy, rồi tôi chèo. Tới hồi tôi lớn lên, rồi tôi lấy vợ, tôi ở trên khúc sông này luôn. 40 năm nay giờ là tôi ở đây luôn. Bây giờ tôi chỉ như là một người chạy xe ôm ở trên bờ vậy. Có cái ghe đấy, là thứ nhất là tôi làm việc cho tôi. Thứ hai nữa, làm việc cho xã hội. Thì vì nửa đêm hay là lúc nào là người ta nhảy cầu là tôi chạy ra, là cái ghe này là tôi chọt ra là tôi cứu vớt người ta lên. Hồi đó quen, không có biết là chồng tôi là làm cái công việc mà vớt xác cứu người.
cái công việc đó là không ai bắt mình làm mà cũng không ai thuê ai mướn mình làm. Đó, thành ra cái mới đầu thì sợ lắm. Nhưng mà sau này thấy chồng cũng khuyên bảo, chồng nói làm việc tốt em đừng có sợ gì hết. Tôi cũng nói với vợ tôi một câu là thôi bây giờ mình giúp người ta. Bởi vì người ta đã chết rồi. Mình hết sức giúp người ta lên bờ để cho người ta có cái mồ cái mạ. Bây giờ thì vợ tôi thì kích tôi làm, đi ghe với tôi làm việc với tôi luôn. Mà hai vợ chồng cùng đồng lòng hết, làm cái công việc như vậy. Không ai bắt mình đâu, mình từ tâm, nhưng mà bây giờ nó làm như là nó lậm vào tế máu rồi. Sống ở trên ghe, ăn trên ghe, ngủ trên ghe, coi như là sinh hoạt trên ghe hết. Tất cả là những cái gì là hoàn toàn trên ghe hết. Lúc đó là còn khỏe, còn đi làm được, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà bây giờ ngược lại, giờ là coi như là lớn tuổi rồi, rồi bị bệnh nữa. Thành ra bây giờ mình nhìn thấy người ta có nhà, có cửa, nhiều khi mình cũng nghĩ tủi thân. Trước đây tôi cũng có một thời gian tôi cũng sống trên ghe, thành ra tôi hiểu được những cái thân phận mà lênh đênh trên sông nước như anh Trúc đây. Tôi chỉ mong muốn làm sao mà tôi có một miếng đất ở trên bờ để cho vợ con tôi nghỉ ngơi. Hơn nửa đời người rồi, không biết nhà là gì. Ra tôi cũng có một cái căn nhà để đi ra đi vào, để che nắng che mưa. Tôi rất thích anh Trúc ở đây là cái nụ cười, lúc nào anh ấy cũng cười, khi mà gặp anh ấy nụ cười rất tươi, cái nụ cười rất là sảng khoái. Mà qua âm nhạc tôi có thể thổ lộ lên nhiều điều về những trăn trở của thân phận con người trong cuộc sống. Tôi sẽ hát để ủng hộ cho gia đình anh Trúc. Trời soi một kiếp rong chơi, hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Đây cho trăm năm vào chết một ngày, mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt vùi mùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào la sát sơ cây, từ vực sâu lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Chào chú Trần Công Sơn ạ. Chào ạ. Trời ơi. Chú tên là Trần Công Sơn và hôm nay chú hát một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mà thật là trùng hợp khi mà bài hát của chú nó cũng thực sự rất là liên quan đến câu chuyện về nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay là chú Trúc. Con cảm ơn chú với bài hát này. Và con cũng thật sự là con được gặp chú Trúc ngày hôm nay là một may mắn của con, vì con đã biết chú từ trước qua những bài báo, những bài phỏng vấn về chú. Hôm nay được gặp chú rồi, con chào chú. Con chào chú. Con mời chú cùng lên sân khấu với lại chú Sơn nha.
Chú hát rất mộc, rất đời, chú không có kỹ thuật gì cả. Hát bằng tình cảm, bằng sự cảm nhận của mình. Nên cái câu chuyện của chú kể hồi nãy bằng âm nhạc á, đến được tai của người nghe một cách trọn vẹn nhất. Và nó nằm ở trong trái tim của họ. Rất cảm ơn Tinh Thần. Chú Trúc ơi, con hỏi chú Trúc nha. Tới nay là chú làm công việc đặc biệt này là bao nhiêu năm mà chú, chính xác á? Chính xác là từ ngày mà tôi lấy vợ tôi đến giờ. Còn hồi nhỏ thì tôi đi với lại bố tôi là tôi trèo là không tính. Dạ vâng ạ. Trong những trường hợp mà chú cứu được á, thì có trường hợp nào chú nhớ hoài không chú? Có chứ. Dạ. Nhiều cái đêm á, thấy trôi thì mình quay lại, tưởng người đã chết rồi. Lấy máy trèo và gạt trèo vào, gạt sát vào, để cho mình lấy dây mình cột đấy. Tay này nắm thì người quay về bên này cầm cọng dây thì tay kia người ta chụp vào tay mình. Ôi chà, cái khoảnh khắc đó nó cũng hồn. Mà người mà nhát thì không làm được cái việc nữa. Có một mình thôi ơi, người ta cầm vào tay thôi. Tôi quay lại, ê, còn sống mà. Con thấy là chú là một cái người mà giống như là đại sứ giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết á. Kiểu mà không sợ gì nữa, đơn nói chuyện về tử thi rồi, ôi mà nó đơn giản như là chuyện bình thường ấy. Bây giờ ước mơ của chú là có một mái nhà ở trên mặt đất phải không chú? Nhưng mà nếu mà thực hiện được ước mơ này rồi thì chú có tiếp tục công việc mà chú đã làm suốt nhiều năm qua không? Có chứ, tôi hẳn còn mơ ước làm bao giờ mà sức lực của tôi không còn nữa thì tôi nghĩ. Chứ còn tôi còn sức, tôi còn làm để giúp cho đời. Bây giờ chỉ mong rằng là ngày hôm nay chú Sơn có những phần biểu diễn thật tốt để mà hỗ trợ được thiết thực cho chú Trúc thôi. Con thấy là khi chú hát là vì bài, những cái bài hát như thế này mình không cần trưng trổ điều gì hết. Cứ nhẹ nhàng đưa người ta thấu hiểu thôi cái bài hát nó nói như thế nào và chú có thể diễn đạt qua bài hát đó là con thấy rất là hay, con rất là thích. Còn nói về chú Trúc thì con không có tưởng tượng được, con cũng không nghĩ là sẽ có người như vậy. Những cái chuyện mà chú nói nghe nó sợ lắm luôn á. Mà trên môi chú khi chú kể lúc nào cũng nở nụ cười hết. Rất là bình thường. Con nghĩ là chú tìm được cái ý nghĩa trong cái việc làm của mình. Cảm ơn Tâm Lý. Chắc bây giờ chú vẫn làm công việc chạy lưới thôi đúng không? Bây giờ chú, tôi là một ý nghĩa một người trẻ chạy ghe ôm ở trên sông. Giống như là chở khách á, đưa khách, đưa đón. Có duyên nữa. Ghe ôm. Chạy mà chạy ghe ôm. Mà lên rồi ôm ai, hai vợ chồng ôm. Cô, con mời cô lên, con hỏi cô một câu hỏi. Phản ứng đầu tiên của cô khi mà chú hỏi cô, chú yêu cầu cô vớt một cái xác. Đầu tiên á là ông ấy một cô con gái nhảy ngay cầu Bình Triệu luôn. Thì ông ấy ra ông ấy vớt thì cô cũng không nói rồi. Cô bảo thôi kệ nó vớt, cứu người ta đi là cái đó là tốt rồi. Rồi qua khoảng 2 tuần sau nữa là ông vớt mà một cái xác nữa. Là cô họ bật ngửa luôn. Cô nói thôi đi ăn ơi đừng có vớt là chỗ ăn kéo cái xác của ta, cái đàn ông mà nó chết nổi cao lên luôn. Mà vẫn bình thường vô làm. Ủa cô mới vớt xong rồi cột vô trên cái chân cầu đó, lúc đó chưa có biết cái gì hết. Là đầu tiên đó. Nhưng mà sau này là coi như là thấy làm 2-3 cái rồi, nhìn thì cô cũng quen rồi. Bây giờ là nếu hai vợ chồng bất kể ăn cơm hay là giờ ngủ hay là giờ gì mà có ai mà alo điện thoại cái là ngay chỗ nào có cái xác chết cái là kể cả ngủ hay là ăn cơm là bỏ đi làm cho người ta. Xuất sắc. Mà đúng là ông trời á khéo sắp đặt làm sao cho cô chú gặp được nhau và cùng cái chí hướng với nhau và cùng chung cái tấm lòng với nhau. Đúng là ông trời thương cô chú. Chúc cho cô chú sức khỏe dồi dào. Dạ, luôn luôn có sức khỏe. Cảm ơn Trấn Thành. Dạ, con cũng chúc cho chú Sơn thành công với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chú Sơn, cảm ơn chú Trúc và cô ạ. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay là một câu chuyện rất dễ thương. Người thầy dù chưa một lần trực tiếp dạy cho người học trò này, nhưng mà vì cảm phục trước tấm lòng của em mà quyết định ngày hôm nay sẽ hát để giúp đỡ cho em. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Tôi tên là Cao Vũ Khanh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại tôi đang làm công việc hành chính văn phòng tại trường Trung học Phổ thông Cây Dương.
bạn Tăng từng là học sinh của trường Trung học Phổ thông Cây Dương. Tôi có một cái ấn tượng với bạn là một học sinh rất là ngoan và năng nổ, và thấy là bạn ấy có một cái thành tích học tập cũng tương đối là tốt. Thì tôi bắt đầu tìm hiểu về cái hoàn cảnh của gia đình bạn, thì được biết là bạn ấy rất là khó khăn, nên là quyết định tham gia cái chương trình này để giúp bạn. Em tên là Nguyễn Văn Tân, em nay 18 tuổi. Em là sinh viên năm nhất của trường đại học Nam Cần Thơ. Dạ, lúc em ở với bố mẹ em thì lúc đó thì bố mẹ em chỉ làm thuê làm mướn cho người ta thôi. Người ta kêu gì thì làm cái đó. Em còn có một đứa em trai nữa nên chi phí học tập của hai anh em rất là cao. Đôi khi tiền học của em là khi là bố mẹ em phải vay mượn người ta. Bố mẹ thấy vậy, bố mẹ mới lên phố làm để có thể kiếm tiền về cho hai anh em ăn học. Em ở với ông bà nội thì ông bà nội em cũng già yếu rồi, chỉ làm mấy công việc ở nhà thôi, không có làm gì nặng được. Ông bà có ngoài liếp có ông mới đó, trồng bắp, trồng đậu rồi vậy đó, mà có bằng gì đâu. Dạ, ông chết thì bảy mấy bằng gì nổi nữa con. Tội nghiệp lắm, biết rồi lắm. Về nhà quần áo ngồi giặt hết trơn, nhà cửa quét dẹp lao hết trơn, hết trời, tội nghiệp lắm. Thương lắm đó. Mà đi nhớ muốn chết đó. Em thấy là bố mẹ em làm cực lắm, nhiều khi về là nhức mỏi mà không có nói đâu. Đầu năm 12 là em quyết định là học xong là em sẽ nghỉ rồi. Tại vì học lên đại học là cái chi phí nó cao quá. Cho đến là giữa năm 12, lúc đó thì mẹ mới nói là con cứ học đi, chứ mẹ lo cho con cũng được, chứ con đừng có nghỉ, nghỉ là sau này sẽ khổ như cha mẹ vậy đó. Mà em rất là quý trọng của mẹ, tại vì bố mẹ nó làm cực khổ vì em, nên em phải sống sao để bố mẹ thấy là cảm thấy vui vì mình. Tôi là nhân viên hành chính văn phòng, chưa từng lên lớp dạy em nó, nhưng đối với bạn Tân, tôi xem bạn ấy giống như là một người bạn của mình. Có những điều mà bản thân tôi cần phải học hỏi bạn ấy rất là nhiều, đó là cái nghị lực vượt qua cuộc sống, dù cho hoàn cảnh khó khăn nhưng mà phải cố gắng phấn đấu học tập. Tôi sẽ hát cho bạn Nguyễn Văn Tân để bạn có cái chi phí để trang trải việc học tập. Đường quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăng tăng buồn trôi theo ánh trăng non. Cậu trẻ chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu mệt mong ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ chuyện đó, câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu, buồn hắt buồn hiu bây giờ hiu quanh mình anh. Lòng sao như nhánh lung vân trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Đợi chờ anh em sẽ mong chờ, đợi chờ anh em giữ câu về miền Tây. Em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương ai. Xin chào Vũ Khanh. Dạ em chào chị Thanh Vân ạ. Em có hồi hộp quá không? Dạ em rất là run ạ, tại vì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu em hát ạ.
Tại chị thấy em hát cũng rất là tốt. Nào giờ em có tham gia những hoạt động văn nghệ không? Ở ngôi trường của em á? À, dạ, nếu mà ở trường của em chỉ tham gia là em chỉ được múa thôi chị, chứ em không được hát. Ủa mà em múa cái gì? Dạ em tham gia các phong trào văn nghệ của ngành giáo dục á. Còn hát là người ta không có cho em hát, tại vì người ta hát hay hơn nên là em chỉ được múa thôi. Nhưng mà thật sự là Khánh hát cũng ổn mà, hồi hộp mà hát vậy là tốt rồi. Hát được, nhưng mà tại vì chưa có hát lần nào, mới hồi hộp quá cho nên là nó hơi lãng lên lãng xuống tí xíu thôi. Chị mời Tân cùng lên sân khấu với lại Vũ Khanh nha. Mời em. Và hôm nay thì thầy Khanh hát cho mình đó. Em ngồi ở dưới em thấy Vũ Khanh đã thể hiện thế nào? Dạ thì trước khi trả lời câu hỏi của cô Ốc thì cho con xin chào cô. Cháu nó có hiểu biết đó. Cháu nó biết cô đã có ba con rồi. Xưng cô là đúng. Mời con tiếp tục. Khi con ngồi dưới con nghe thầy con hát thì con cảm thấy là sao con thấy rất là thương thầy. Vì thầy đã hát gì con ngày hôm nay. Nhưng con có thấy thầy rất là gung. Hai người gung hết ha. Gung là không gung. Bây giờ cũng là thi rồi. Nên là cũng phải cố gắng thôi. Nên là việc của mình là phải cổ vũ cho thầy Vũ Khanh để mà thầy có những phần thi tốt nhất nghe con. Dạ. Bây giờ mình nghe chú Hồ Quang Hiếu với lại chú Trấn Thành với lại bác Cẩm Ly nói chuyện nha. Trời đất ơi, kêu ta bác tội nghiệp ta phải gọi là vú Cẩm Ly. Để vú nói cho nghe, để vú nói cho vú nói. Vú nói thầy Khanh rồi. Dạ. Dạ thầy Khanh chỉ có hơi gung tí xíu thôi. Gung tại vì cũng thông cảm, mà thầy Khanh đó giờ chỉ múa chứ không có được hát. Đúng rồi. Thầy múa nó thầy gung, còn nhỏ lên nó gối mà hai người hát rồi. Nhưng mà biết đâu khi chương trình này nó phát sóng thì ở trong trường sẽ thấy được là thầy Khanh hát được. Đúng rồi. Và kể từ lúc đó là hết không múa. Còn múa nữa mà chỉ có hát thôi đó. Tân ơi Tân, em ở với lại ông bà. Bây giờ ông bà, sức khỏe ông bà trong clip thì chị có biết rằng là cũng yếu rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà cái thu nhập, cái trang trải mọi thứ trong gia đình thì ai sẽ là người lo? Dạ đó là thu nhập thì ở nhà em có miếng giường đó chị. À. Thu nhập chỉ dựa miếng giường thôi. Thôi thì bây giờ mình chỉ còn một con đường là mình phải học thật tốt. Để mình có cơ hội, mình có cái công việc tốt để mình lo cho ông bà và lo cho bố mẹ mình thôi. Thì chỉ mong rằng là Khanh sẽ có kết quả tốt ngày hôm nay, bởi vì ít nhất thì mình cũng có được cái phần để mình hỗ trợ cho gia đình của Tân. Cảm ơn Khanh rất là nhiều. Cảm ơn Tân. Cảm ơn vì em đã chịu xưng em với chị. Bây giờ thì em xuống em tiếp tục cổ vũ cho thầy của mình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả của vòng thi đầu tiên. Hãy cùng chào đón những thí sinh còn lại ra sân khấu. Bốn người chơi của chúng ta đã trở lại sân khấu rồi đây. Và chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hệ thống máy dành cho bốn người chơi. Trước khi biết được số điểm này, quý vị hãy thư giãn một chút. Chúng tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Đang quay trở lại cùng chương trình Hát Mãi Ước Mơ ở vòng thi đầu tiên. Và bây giờ hãy cùng đến với điểm số mà hệ thống máy dành cho bốn người chơi. Anh Công Luật, cô Bạch Tuyết, chú Công Sơn và bạn Vũ Khanh. Khán giả, điểm số đã hiển thị và 75 là số điểm thấp hơn so với những điểm số còn lại. Điểm số này thuộc về Vũ Khanh. Như vậy là chúng ta sẽ tạm biệt Vũ Khanh ở đây và phần thưởng mà bạn ấy sẽ nhận được là 7.500.000 đồng. Anh ơi, rất là tiếc khi phải tạm biệt em ở đây, nhưng mà chỉ mong rằng là phần quà này cũng sẽ phần nào đó
để hỗ trợ cho gia đình của em Tân. Cảm ơn Vũ Khanh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta sẽ cùng chào đón ba người chơi còn lại đến với vòng thi thứ hai được mang tên Chinh Phục. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và chúng ta sẽ cùng theo dõi vòng thi thứ hai. Ngay lúc này thì ba người chơi đang có mặt ở trên sân khấu và họ sẽ biết được ca khúc mà họ sẽ thể hiện trong vòng thi thứ hai sẽ là bài hát gì bằng việc nhấn vào chiếc nút này. Và hãy bắt đầu từ anh Luật. Anh Luật ơi, em mời anh bấm nút để chọn bài hát nha. Dạ, mời anh. Bài Khóc Thầm. Anh ơi, anh có thích bài hát này không? Dạ có chị ạ. Tại bài này em nghe chị Cẩm Ly hát rất là hay ạ. Chúc anh Luật thành công trong vòng thi thứ hai với bài này nha. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Và xin mời cô Tuyết ạ. Mời cô Bạch Tuyết sẽ nhấn nút ạ. Dạ. Yêu Nhau Đi, đây là bài hát mà cô Bạch Tuyết sẽ thể hiện trong vòng thi thứ hai. Đây có phải là một trong những bài hát ưa thích của cô không? Dạ, mình cũng thích đấy. Vậy là tự tin phải không cô? Dạ. Cố lên nha. Cảm ơn cô. Dạ, con mời chú Sơn ạ. À, bài hát này chú cũng có nghe qua. Nhưng mà bài hát này âm vực nó rất là rộng, thành ra chú cũng hơi lo. Cũng lo phải không chú? Tại vì vòng 2 chắc nó sẽ khó hơn vòng 1 chút. Nhưng mà chú vẫn có sự hỗ trợ từ màn hình karaoke và sự hỗ trợ của tất cả mọi người đang ngồi ở đây dành cho chú nè. Thưa quý vị khán giả, như vậy là ba người chơi của chúng ta đã tìm ra bài hát của mình rồi. Và hãy cùng cổ vũ cho họ để chúng ta sẽ cùng có một vòng thứ hai thật suôn sẻ và trọn vẹn. Từng hồi chuông đổ
anh hiểu. Nhớ em nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa em sẽ làm dệt cả đời anh. Trăng cũng chợt lẻ loi, biển vẫn thế, mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Phong thần không nói, mà sao núi phai màu. Em đâu phải là chiều mà nhuộm đến đi, sông có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng đã là mây nghiêng ngả vì trăng cũng chợt lẻ loi thân thân, biển vẫn thế, mình dài rộng thế, xa cách buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao mỗi pha em mong. Em đâu phải là chiều mà nhiều ba người chơi đã có phần thể hiện trong vòng thi thứ hai mà chúng ta vừa xem.
Trước khi hệ thống máy dành cho họ những số điểm thì hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ giám khảo. Xin mời Hồ Quang Hiếu. Hiếu thì Hiếu thấy anh Luật ngày hôm nay nãy bấm cái bài là cực kỳ hợp với cái giọng hát của ảnh. Còn nguyên cái bài này anh hát rất là có hồn, cái nhịp ảnh rất là chắc. Thì qua cái tiết mục của anh Luật thì Hiếu rất là thích. Về phần của chị Tuyết thì em thấy cái phần thi này chị tự tin hơn, nhưng mà cái phần nhịp thì chị vẫn còn bị hơi bị chật nhịp một tí. Thú thật là mặc dù chị hát có hơi trật vài chỗ, nhưng mà nhạc Trịnh Công Sơn là cái loại âm nhạc rất là mộc, nên không có cái giọng lạ không hát được, không có cái tình cảm hát không có được. May mắn thay ông trời cho chị cái giọng rất là lạ và nghe rất là có cái tình cảm ở trong đó. Cái bài của chú Sơn á là nó khó, nhưng mà ở chú á, tức là cái làn hơi của mình nó không có cho phép mình làm được như ý mình mong muốn. Không có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Nhưng vẫn phải khẳng định rằng cái cách thể hiện của chú trong bài hát này rất là hay. Nói chung là mình đã làm vào được tới đây thôi thì cũng chúc mừng cả ba tiết mục của ba người. Cảm ơn Cẩm Ly. Cảm ơn ban giám khảo. Kết thúc vòng thi này, ai giữ số điểm thấp hơn sẽ dừng chân và sẽ nhận được phần thưởng là điểm tổng của vòng 1 cộng với vòng 2 ạ. Hãy cùng đến với điểm số mà hệ thống máy dành cho ba người chơi trong vòng thi thứ 2. Anh Công Luật, cô Bạch Tuyết và chú Công Sơn, điểm số của họ như thế nào? Đây chính là điểm số của vòng thi thứ 2. Cô Bạch Tuyết giữ số điểm là 76, thấp hơn so với anh Công Luật và chú Công Sơn. Như vậy là cô sẽ tạm biệt chương trình tại đây. Và điểm tổng mà cô Bạch Tuyết nhận được sau hai vòng thi là 155, tương ứng với phần thưởng trị giá 15.500.000 đồng. Cô Bạch Tuyết ơi, con xin thay mặt chương trình, con xin được gửi đến cô phần thưởng của chương trình ở vòng thi thứ 2. Con cảm ơn cô Bạch Tuyết đã đến đây ngày hôm nay cùng với Hát Mãi Ước Mơ ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ cùng chào đón anh Công Luật và chú Công Sơn cùng đến với vòng thi thứ 3, Tỏa Sáng. Dẫu mà trời còn là mưa lâu dài, giọt buồn giọt cuối đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Cha ơi, sao cha chưa về nhà trên bếp dưới gian tan? Đời dối trong môi mòn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắc qua sông để mẹ về nước.
tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đứa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào. Chiếc giò xe chờ đầy hóa vườn, em chờ mùa hè từ từ. Chùm phượng vi em cầm là tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mỗi tình đầu, mỗi tình đầu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngần mùa hè đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết đó còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió bay. Mỗi tình đầu của tôi nhờ cây đa ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu nên có một gã mộng nhiều đứa. Đây là hai người chơi xuất sắc của chúng ta ngày hôm nay, và họ đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng thi thứ 3 rồi. Trước khi công bố điểm thì hãy cùng lắng nghe giám khảo chia sẻ về hai tiết mục này. Ở vòng thi thứ 3 thì cả hai đều gây bất ngờ. Anh Luật á, anh làm cho mọi người ngạc nhiên. Ở vòng này thì anh chọn một cái bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì cái bài Sa Mưa Giông là cái bài cực kỳ khó hát trong số những cái bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Thì anh lại từ phối nữa, thành thế ra nghe cũng rất là ngọt ngào. Dĩ nhiên là không có nuột nà nhất có thể, nhưng mà anh lại hát theo một cái hướng khác, mộc mạc hơn. Với chú Sơn thì lần này lại ngạc nhiên nữa. Chú xử lý bài này hay quá. Từng cái thả hồn nhẹ nhàng, và cái không thích cái cách ngắt nhịp của chú. Những chiếc giò xe dừng trời đầy hoa phượng, rồi nó đã gì đâu. Nói chung là cái đoạn lên cao, cái khúc knock out làm cho con tan chảy. Nói chung là hai người hát hôm nay quá hay quá. Xin chúc mừng hai người. Cảm ơn tinh thần. Anh Lực thì anh làm cho mọi người bất ngờ là anh đã phối cái bài này. Có lẽ là mình sẽ không nhìn ở góc độ của một ca sĩ chuyên nghiệp được, thì ở những cái đoạn A đầu của anh hát nó chưa có được đã lắm. Nhưng bắt đầu từ điệp khúc Trời Xa Mưa Giông đó là càng ngày em thấy nó càng tình và nó càng hay, rất là tròn trịa ở cái phần B. Đó là nói về anh Lực. Còn nói về chú Sơn, cái mà con thích nhất ở chú đó là khi mà chú thể hiện một ca khúc, con có cảm giác chính xác là chú sống trong nhân vật, cho nên là chú có thể bày tỏ tình cảm theo từng câu hát, rất là hay. Cháu rất thích cái điều đó ở chú. Chúc mừng tiết mục của cả hai người. Cảm ơn anh giám khảo với những chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà giám khảo dành cho hai người chơi. Đầu tiên xin mời giám khảo Cẩm Ly. Ly sẽ gửi cho hai người cùng một số điểm với nhau. Con xin gửi cho chú Sơn và anh Luật 20 điểm. Tối luôn.
rất cảm ơn cả Linh. Và bây giờ sẽ là số điểm từ giám khảo Hồ Văn Hiếu. Dạ thì hai người cũng ngang tài ngang sức nên là số điểm cho mỗi người là 20 ạ. Cảm ơn Hồ Văn Hiếu. Cảm ơn giám khảo Hồ Văn Hiếu. Và cuối cùng sẽ là điểm số từ giám khảo Trấn Thành. Sao nãy không mời tôi trước? Đây chứ khác hai người này biểu tôi làm chót, tôi thấy tôi áp lực quá. Tại vì nói nào ngay thì... Thôi, đừng có phân tích nữa. Nói nào ngay giống người ta. Khó thác, khó thác của khán giả đó. Bớt và nói. 20 điểm từ giám khảo Trấn Thành. Như vậy là điểm của giám khảo dành cho hai người chơi của chúng ta cho đến bây giờ là tuyệt đối luôn. Họ đều bằng nhau 60 điểm. Rất cảm ơn Trấn Thành. Và bây giờ thì đã đến lúc khán giả sẽ sử dụng đặc quyền của mình để mà hỗ trợ và cổ vũ cho hai người chơi. Và 30 giây dành cho việc bình chọn của khán giả bắt đầu. Từng lượt bình chọn, khán giả dành cho chú Công Sơn và anh Công Luật đang hiển thị trên màn hình. Một cuộc đua sát nút. Chứ gì bồi thăm đòn. Tôi có ý kiến như thế này. Thiết nghĩ giải thưởng chương trình cuối cùng là 25 triệu và 50 triệu cộng lại là 75 triệu. Nếu bây giờ mà hai người đã bằng nhau chia đều thì nó rất khó chia. 75 triệu chúng ta hãy quy ra tiền mặt, lấy 70 triệu chia mỗi người 35 triệu. Còn 5 triệu lẻ xin hãy gửi đến cho người cuối cùng cho điểm là tôi. Khảo cứ yên tâm rằng là yêu cầu vừa rồi, đề nghị vừa rồi không được thực hiện đâu. Bởi vì bây giờ ban tổ chức muốn rằng tặng mỗi người 50 triệu có được không? Đây thực sự là một phần thưởng rất là đặc biệt. Vì hai người thực sự rất là xứng đáng. Đầu tiên trong lịch sử hát mãi ước mơ 100 triệu. Xin nhờ Hồ Văn Hiếu cùng Trấn Thành sẽ dẫn người thân của những nhân vật thụ hưởng sẽ lên đây ạ. Hạnh phúc quá, chú Trúc ơi. anh Luật ơi cho mọi người biết cảm xúc của anh bây giờ đi. Dạ. Ba đã làm được cho con rồi đó con ơi.
giờ là chú Sơn thành công rồi. 50 triệu này có thể là không có đủ để mà làm một cái nhà đâu, nhưng mà ít nhất nó cũng gọi là một cái khởi điểm để chú có cơ hội để có một cái mái nhà và tiếp tục cái công việc vất vả của mình. Cảm xúc của chú bây giờ thế nào chú? Tôi rất mừng. Chú tiền này tôi để ghe hư thì tôi sửa ghe, nếu mà máy hư tôi sửa máy, còn nếu mà xăng thiếu thì tôi dùng cái số tiền này để giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn tôi. Thưa quý vị, một cái kết rất đặc biệt dành cho chương trình và cũng là một cái kết thật đẹp dành cho hai người chơi của chúng ta. Con cảm ơn chú Công Sơn và cảm ơn anh Công Luật ngày hôm nay đã đến đây. Thưa quý vị khán giả, và chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi hy vọng là những cảm xúc tươi đẹp này sẽ được lan tỏa và chúng ta sẽ tiếp tục làm được thật nhiều những điều ý nghĩa cho cộng đồng. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quan trọng là mình lúc nào cũng biết mình là ai. Mình gặp điều không có may mắn trong cuộc sống, nhưng mà đâu đó thì còn rất là nhiều những cái tình thương. Nỗi đau nó sẽ là vũ khí cho những ai biết tận dụng nó. Đón xem tập 5 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:25 ngày 30/3/2018 trên kênh HTV7. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình.